Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình, Lên xin được mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca đặc biệt của một người con rất yêu thích và đam mê nghệ thuật. Và đến với sân khấu này, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Đỗ Cúc sẽ gửi tặng đến chúng ta một ca khúc được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh. Chưa vời niềm yêu